Hello tất cả anh em nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em tải về CF công trình ra 6.0 application. Đây, mình sẽ để link ở bên dưới nha mấy bạn chỉ cần bấm như thế này. Bạn bấm vô nó sẽ hiện như thế này. Đó, xong rồi bạn bấm tải xuống. Xong rồi bạn bấm vô vẫn tải xuống nữa là xong. Anh em bấm vô file đâu lên rửa nén nha anh em. Anh em bấm vô nè, download nè. Anh em rửa nén nó ra, nó thành là code star season. Đó anh em bấm vô. Đó anh em chạy cái này. Đó. Đó anh em. Đó anh em chạy vô. Đó, mình lưu ở đây luôn rồi nè. Đó, em bấm vô play. Đây nè, anh em trước khi muốn xem cái gì mà không còn phải nhắm vô này kia đó, em bấm vô cái này. Ở trong đây nó có một cái trang not, đây nè, cái nick VIP. Đấy, đây mình cũng biết mật khẩu của nó là 123456. Đó, mình vô. Đó, thấy không? Quá đẹp. Vô kho đồ nó có sẵn đồ cho bạn test rồi. Trăm farmer nè, nguyên bộ nè, có lục nữa nè, rìu nữa nè, súng AK rồi 1411 nè, và nói chung là nhiều lắm. Ở trong đây nó đẹp hơn với phiên bản ở ngoài nhiều. Đó, rồi đến đây anh em chỉ cần vô này, bấm tham gia, bấm xác nhận. Anh em chạy rinh á, anh em có thể vô phòng chơi, mình không có chạy. Thì mình thách ra. Dạ ok. À, clip này là hết rồi. Mình biết chắc chắn nó rất là dễ. Dung lượng của nó có mấy có còn kia vậy. Rồi anh em nhớ cái gì thấy hay cho mình một like nhé. Đừng quên bình luận ở phía bên dưới. Nếu như anh em có trục trặc gì cứ liên hệ với mình nha. Mình sẵn sàng sẽ giúp đỡ anh em. Rồi, cảm ơn anh nha.